phân tích nhân vật Tơ Nú trong tác phẩm Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành. Nguyễn Trung Thành là nhà văn trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ông là nhà văn có công đưa mảnh đất Tây Nguyên hoang sơ đến với văn học hiện đại Việt Nam. Truyện ngắn Rừng Xà Nu là tác phẩm tiêu biểu của ông. Tác phẩm đã xây dựng thành công hình tượng nhân vật Tơ Nú, người con kết tinh mọi vẻ đẹp của nhân dân Tây Nguyên trên nền tập thể nhân dân anh hùng và hình tượng Rừng Xà Nu hùng vĩ trong những ngày tháng kháng chiến chống Mỹ gay go ác liệt. Rừng Xà Nu 1965 ra mắt lần đầu tiên trên tạp chí Văn Nghệ Quân Giải Phóng Miền Trung Trung Bộ số 2 năm 1965, sau đó được in trong tập Trên Quê Hương Những Anh Hùng Điện Ngọc. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký kết, đất nước chia làm hai miền. Kẻ thù phá hoại hiệp định, khủng bố, thảm sát, lấy máy chém đi khắp miền Nam. Cách mạng rơi vào thời kỳ đen tối. Đầu năm 1965, Mỹ đổ quân ồ ạt vào miền Nam và tiến hành đánh phá ác liệt ra miền Bắc. Rừng Xà Nu được viết vào thời điểm mà cả nước ta trong không khí sục sôi đánh Mỹ. Tác phẩm được hoàn thành ở khu căn cứ của chiến trường miền Trung Trung Bộ. Thông qua câu chuyện về những con người anh hùng ở một buôn làng hẻo lánh bên những cánh rừng xà nu bạt ngàn xanh bất tận, tác giả đã đặt ra một vấn đề có ý nghĩa lớn lao của dân tộc và thời đại. Để cho sự sống của đất nước và nhân dân mãi mãi trường tồn, không có cách nào khác hơn là phải cùng nhau đứng lên cầm vũ khí chống lại kẻ thù tan ác. Tơ Nú là nhân vật trung tâm của tác phẩm. Câu chuyện kể về cuộc đời anh là câu chuyện được sử thi hóa qua lời kể của cụ Mết. Cuộc đời Tơ Nú gắn liền với cuộc đời làng Sô Man. Âm hưởng sử thi chi phối tác giả trong khi xây dựng nhân vật này. Tác giả xuất phát từ vấn đề cộng đồng để phản ánh đời tư của Tơ Nú. Tơ Nú được xây dựng như hình tượng một nhân vật mang tính lý tưởng. Nhà văn lấy nguyên mẫu từ Anh Đề, người dân tộc Sơ Đăng ở Tây Nguyên. Năm 1959, Anh Đề đã cùng 10 chàng trai trong bản giết toàn bộ một tiểu đội lính Diệm và bắt đầu cuộc chiến đấu vũ trang. Tơ Nú là con của dân làng Sô Man. Dân làng Sô Man nuôi dưỡng, đùm bọc anh, cứu mang anh. Nó là người xa trá mình, cha mẹ nó chết sớm, làng Sô Man này nuôi nó. Đời nó khổ nhưng bụng nó sạch như nước suối làng ta. Chính tình thương yêu của đồng bào đã đem lại cho anh niềm tin yêu cuộc sống, tin vào chính nghĩa, gắn bó sâu sắc với bản làng quê hương, với những gì thân thuộc như tiếng chày giã gạo của những cô gái, con nước mát lạnh đầu bản, những cụ già, những em nhỏ, vân vân. Sau 3 năm đi lực lượng, được về thăm làng, Tơ Nú thấy bồi hồi, xúc động trước cảnh vật thân thuộc quê hương. Ngay từ nhỏ, anh đã là người gan dạ, dám đi tiếp tế lương thực cho cán bộ, làm liên lạc cho cán bộ từ xã lên huyện. Và cũng từ đấy, Tơ Nú bộc lộ một trí tuệ hơn người. Nó không thích lội nước chỗ êm, cứ lựa chỗ thác mạnh mà bơi, vượt lên mặt nước, cưỡi lên thác, băng băng như con cá kình. Bởi theo Tơ Nú, qua chỗ nước êm, thằng Mỹ Diệm hay phục, qua chỗ nước mạnh nó không ngờ. Giặc về các ngả đường thì Tơ Nú leo lên một cây cao, nhìn quanh một lượt rồi xé rừng mà đi, lọt qua tất cả các vòng vây. Tơ Nú theo anh Quyết, cố học chữ để sau này thay anh lãnh đạo cách mạng. Quyết tâm học chữ của Tơ Nú thể hiện dứt khoát trong hành động, tự đạp hòn đá vào đầu, máu chảy ròng ròng khi cậu thua Mai trong việc nhớ những con chữ. Tơ Nú từ nhỏ đã tâm niệm trong đầu câu nói của cụ Mết: cán bộ là đảng, đảng còn, núi nước này còn. Tơ Nú là hiện thân của sự trung thành tuyệt đối với cách mạng, với đảng, là hiện thân của sự khỏe mạnh, với bộ ngực rộng rãi, hai cánh tay khỏe chắc như lim, là sự bất khuất kiên cường đã được thử thách qua tra tấn dã man và sự tù đày của kẻ thù. Tơ Nú cường tráng như một cây xà nu lớn. Tơ Nú không hề biết sợ hãi, không hề biết khuất phục dù tàn bạo có hiện hình trong mũi súng hay lưỡi dao chém ngang dọc trên lưng. Trong một lần chuyển thư của anh Quyết gửi về huyện, Tơ Nú bị giặc bắt, họng súng chĩa vào tai lạnh ngắt. Tơ Nú kịp nuốt luôn cái thư. Giặc giam cầm tra khảo Tơ Nú dã man, lưng Tơ Nú dọc ngang vết dao chém, nhưng anh Quyết không khai một lời. Anh tìm cách vượt ngục về làng và tiếp tục sự nghiệp lãnh đạo dân làng, chuẩn bị chiến đấu. Sức mạnh của anh dường như tăng thêm bởi sự hôn đúc của một tình yêu lớn với một người con gái luôn luôn hiền dịu, nhường nhịn, của một gia đình hạnh phúc cùng Mai và đứa con nhỏ.
Vậy mà Tơn Hú đã không cứu được mẹ con Mai khỏi bị kẻ thù giết hại. Cuộc đời Tơn Hú gắn liền với những đau thương mà không chỉ riêng anh gánh chịu. Cái đau đớn mang trên thể xác Tơn Hú là hiện hữu cái đau thương của dân làng Sô Man trong chiến tranh. Mái ấm gia đình từng là mơ ước của biết bao đôi thanh niên ấy bỗng chốc tan nát bởi sự tàn ác của kẻ thù. Mai và con anh bị kẻ thù giết chết ngay trước mắt anh. Tơn Hú không cứu được vợ, được con. Đau đớn hơn, chính bản thân anh cũng trở thành nạn nhân của sự tàn bạo mà kẻ thù đang sử dụng. Vì Tơn Hú cũng chỉ có tay không giữ quân thủ đầy vũ khí. Hình ảnh 10 đầu ngón tay rừng rực cháy bởi nhựa xả nu như 10 ngọn đuốc không chỉ có ý nghĩa tố cáo tội ác quân thù hay nói lên lòng dũng cảm của người chiến sĩ cách mạng, mà còn nói lên một chân lý sâu sắc và tàn nhẫn. Khi mà Tơn Hú có ý chí mà tay không, thì ngay thứ nhựa xả nu thân thiết, cái khối chất thơm ngào ngạt và như đọng nắng quê hương kia cũng có thể trở thành ngọn lửa hủy diệt chính những bàn tay vẫn hàng ngày chăm sóc, vun trồng cho nương rẫy. Tơn Hú không cứu được mẹ con Mai, không thể chiến đấu với quân thủ bằng tay không và lòng căm thù mù quáng. Nhưng Tơn Hú không chìm đắm trong đau thương mất mát. Anh biết vượt qua nỗi đau ấy, biến đau thương thành căm hờn và tôi luyện ý chí chiến đấu. Bị giặc bắt sau khi Mai chết, Tơn Hú không nghĩ đến bản thân mà chỉ lo lắng đến việc ai sẽ tiếp tục lãnh đạo dân làng kháng chiến khi đảng phát lệnh. Chỉ còn cách cầm vũ khí, lúc đó lửa xà nu sẽ tắt trên bàn tay của Tơn Hú. Lửa xà nu chỉ còn soi xác giặc ngổn ngang. Núi rừng Sô Man sẽ ồn ào rung động. Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo. Đó là một chân lý lớn của cách mạng Việt Nam. Phải dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng. Sau khi được cụ Mết và thanh niên giải thoát bằng chính giáo mác anh và buôn làng Mải, Tơn Hú gia nhập lực lượng chính quy. Và có lẽ việc Tơn Hú đi lực lượng cũng bắt nguồn từ lý tưởng đó. Anh đi lực lượng để thực hiện hóa việc cầm giáo mà cụ Mết truyền dạy và cũng để có điều kiện chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược. Ra đi để trả thù nước, rửa thù nhà. Dù bàn tay anh mỗi ngón chỉ còn 2 đốt, nhưng cử động được có nghĩa là cầm súng được. Anh đi bộ đội trở thành tấm gương lớn soi sáng cả một thế hệ làng Sô Man. Đối với dân làng, Tơn Hú là một biểu tượng cho sức mạnh, niềm tin và ý chí. Bên cạnh cụ Mết, người cha tinh thần, Tơn Hú là hiện thân của những khát vọng vươn lên. Mỗi một việc làm của anh đều đem lại sự nhận thức cho mọi lứa tuổi. Anh về thăm quê, cấp trên cho chỉ có một đêm. Mặc dù nhớ làng bản, nhớ người thân, nhưng anh vẫn vui vẻ bởi có chấp hành nghiêm túc nội quy quân đội mới là Tơn Hú. Chính những lúc vui vẻ nhất, anh định đùa, nhưng những ánh mắt chờ đợi của mọi người anh lại thôi. Bởi ở anh, một lời nói, một hành động đều có thể để lại một tầm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và tinh thần của người dân Sô Man. Khi xây dựng nhân vật Tơn Hú, Nguyễn Trung Thành đặc biệt dụng công miêu tả đôi bàn tay của anh. Từ đôi bàn tay này, người đọc có thể thấy hiện lên không những cả cuộc đời mà cả những tính cách của nhân vật. Khi còn lành lặn, bàn tay Tơn Hú là bàn tay nghĩa tình, thẳng thắn. Đấy là bàn tay cầm phấn, học chữ do cán bộ dạy. Bàn tay cầm đá, ghè vào đầu để trừng phạt cái tội, không nhớ mặt chữ. Bàn tay đặt lên bụng để chỉ cộng sản ở đây. Tuy vậy, ấn tượng mạnh nhất về đôi bàn tay của Tơn Hú chính là đoạn cao trào của chuyện, cũng là đoạn đời bi tráng nhất của nhân vật. Giặc cuốn rẻ tầm dầu xà nu vào 10 đầu ngón tay và đốt. 10 ngón tay anh đã trở thành 10 ngọn đuốc, thiêu cháy cả ruột gan Tơn Hú. Anh nghe lửa cháy trong lồng ngực, cháy ở trong bụng, máu anh mặn chát ở đầu lưỡi. Chứng kiến kẻ thù dã man đốt 2 bàn tay của Tơn Hú, dân làng Sô Man không thể kiềm chế được nữa, đã bột phát, vùng lên tiêu diệt lũ giặc, mở ra trang sử đấu tranh mới của dân làng. Từ đây, bàn tay của Tơn Hú thành tật nguyền, mỗi ngón chỉ còn 2 đốt và như một chứng tích về tội ác của kẻ thù mà Tơn Hú mang theo suốt đời. Đến cuối tác phẩm, bàn tay tật nguyền đấy vẫn tiếp tục cầm súng giết giặc, vẫn có thể giết chết tên chỉ huy đồn địch dù nó cố thủ trong hầm. Như vậy, có thể nói bàn tay Tơn Hú được miêu tả trải dài theo suốt cả câu chuyện. Dường như mọi nét tính cách cũng như số phận và chiến công của Tơn Hú đều gắn liền với hình ảnh 2 bàn tay ấy. Qua hình tượng nhân vật Tơn Hú, ta thấy được tác giả đã xây dựng nhân vật bằng bút pháp sử thi với ngôn ngữ kể chuyện đậm màu sắc Tây Nguyên,
dù nhiều chi tiết có giá trị biểu tượng như đôi bàn tay tơ nú, cùng với đó là nghệ thuật trần thuật, điểm nhìn từ nhân vật cụ Mết cho đến ngôn ngữ của nhân vật có tính cá thể hóa, từ đó thể hiện được khẩu khí của những người anh hùng. Xét thấy theo hình ảnh nhân vật tơ nú trong rừng xà nu, tác giả đã xây dựng được một tơ nú hào kiệt. Tơ nú đại diện cho tinh thần vì nước quên mình, thà chết chứ không chịu khuất phục, và truyền thống này được gìn giữ mãi. Hết bài phân tích.